Rồi, hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay thì mình sẽ làm video này để chia sẻ mọi người cách để chúng ta có thể thay cái màn hình cho con iPhone X nha. Ở đây mình vừa mới nhận con iPhone X này của một bạn ở bên cách mạng 8 gửi qua. Thì cái con máy này hiện tại là bị bể màn hình mọi người nha. Và hiện tại thì cái máy vẫn còn lên nguồn và mình bấm cần gạt rung thì nó vẫn rung bình thường nè. Và máy đã bị bể màn hình và đổ mà cỡ một góc thì các bạn nhìn nè. Đó, bạn nhìn thấy không? Đó thì đây bạn. Mình nhìn ở góc này nè, ở góc này là cái mực nó bị đổ ra, các bạn thấy không? Đó, nó bị đổ mực ở góc này nè, cho nên cái máy chúng ta đã không còn lên được màn hình nữa. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hãy bấm like, share và đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo nhé. Ở thì ở đây thì chúng ta sẽ phải tháo ra để thay màn hình mới. Và ở đây thì khách yêu cầu mình thay một cái màn hình linh kiện loại rẻ thôi, tại vì khách hàng họ yêu cầu như thế nào thì mình làm như thế đó. Tại vì không phải lúc nào khách hàng họ cũng có đủ điều kiện để mà thay một cái màn hình mới, màn hình zin. Ok, thì ở đây mình sẽ thay một cái loại màn hình linh kiện thôi. Ở đây thì mình có thay hai loại giá, ba loại giá là, nhưng mà khách chọn loại giá thấp nhất là mình sẽ làm như vậy thôi. Ok, thì giờ để mở được cái máy này ra thì mình sẽ mở hai ngóc đít ra mọi người. Đó, mình sẽ zoom sát lên để cho các bạn xem. Ở đây mình sẽ dùng tua vít lục giác để mở hai ngóc đít phía dưới nè. Đó. Hai ngóc đít của iPhone X này thì nó dài hơn so với lại những con ngóc đít của iPhone 6, iPhone 5 này nọ. Nó dài lắm. Chúng ta mở ra. Đó. Đấy bạn, ốc đít nó rất là dài các bạn. Nó dài hơn so lại những ốc đít của những cái đời máy iPhone đời trước. Mình sẽ để qua một góc bên. Ok. Thì về đỡ để mà mở được cái màn hình này lên thì chúng ta cần phải sử dụng máy sấy tóc hoặc là máy khò để mà làm cho cái keo nó lỏng ra các bạn nha, thì mới lấy được cái màn hình ra dễ dàng. Ok, thì ở đây mình sẽ dùng máy khò để mình sấy nhẹ cái màn hình cho nó chảy keo ra. Thường thì nếu mà cái máy này là màn hình zin luôn á thì nó sẽ có một cái lớp gon hoặc là nó có một cái áp suất á, còn ở đây thì không biết là nó có áp suất hay không nữa. Thì mình sẽ sử dụng máy khò để mình khò cho cái keo hoặc là cái áp suất nó hở ra. Mình sẽ khò cho nó đều hết cái máy các bạn nha. Đó, chúng ta xoay vòng, chúng ta làm cho cái nhiệt độ nó nóng đều cái máy. Màn hình iPhone X thì hiện tại nó có nhiều loại lắm các bạn nha. Đó, linh kiện thì nó cũng có hai ba loại linh kiện. Rồi màn hình zin thì có hai loại màn hình zin, đó là màn hình zin tháo máy dính này lao, hoặc là màn hình zin ép kính. Zin ép kính nghĩa là màn hình bị bể đó, bị bể bị vỡ xong người ta ép kính lại người ta bán cho mình là màn hình zin ép kính. Và màn hình zin tháo máy dính này lao là cái máy bị dính này lao rồi người ta tháo ra để người ta bán cho mình, đó là màn hình zin tháo máy. Còn màn hình linh kiện thì nó cũng có hai loại, loại nào mắc tiền hơn thì nó tốt hơn các bạn ha. Đó, mình cần phải làm cho cái máy nó nóng lên. Ok, thì sau khi đủ nhiệt độ rồi thì mình sẽ dùng cái nấm hút này mình hít lên. Ok, thì mình sẽ dùng một ngón tay mình giữ ngay phần cái chân sạc này. Đó, mình ghi lên. Đó các bạn, hở lên. Ok. Máy này thì chắc là khách đã sửa thay màn hình hoặc là thay thế cái linh kiện gì một lần rồi. Và cái máy hiện tại không còn cái áp suất và cũng không còn keo nữa các bạn, đây nè. Rất là dễ tháo ra. Đó. Nếu mà cái máy mà máy zin luôn, máy còn áp suất, máy còn keo thì mở ra nó sẽ có cái lớp gon. Đó, khi mà mở ra nó sẽ có cái lớp gon ở xung quanh này hoặc là cái lớp keo ở xung quanh này, xung quanh cái viền máy mà các bạn mở ra. Thì khi mình mở ra thì mình thấy là cái máy chúng ta là không có một miếng keo nào cả, các bạn thấy không? Không có một miếng keo hoặc là miếng gon nào cả, nên rất là dễ dàng để mở ra. Ok, thì giờ mình sẽ tiến hành mở cái máy này ra các bạn nhé. Mình sẽ zoom sát lại xíu cho các bạn xem nè. Ở đây thì mình sẽ sử dụng con tua vít, là tua vít ba cạnh các bạn. Đây là tua vít ba cạnh đây. Cái tua vít này không phải là tua vít ba ke các bạn nha, không phải tua vít ba ke mà nó chỉ có ba cạnh, mà ba cạnh hình tam giác nha. Đó, iPhone X thì chúng ta sử dụng cái tua vít này để chúng ta mở. Thì trước tiên thì mình có mở những cái siêu ở trên cái máy này. Siêu này là siêu để nẹp những cái cọng dây cáp màn hình hoặc là pin này nọ đó. Máy này nói chung là còn ốc vít đầy đủ đó, nhưng mà đã qua sửa chữa thay thế cái gì đó rồi mình chưa biết, chỉ biết là cái máy chúng ta đã mở ra rồi, đã thay thế gì đó rồi, tại vì cái gon cái cao su không có, rất là dễ mở ra. Ok, mình sẽ lấy cái nẹp này ra.
Đây là cái nẹp các bạn nha, đây là cái nẹp để mà nó đè cái cáp màn hình, cáp pin và những cái cáp camera này nọ, lại cáp loa nè. Ok thì giờ mình sẽ sử dụng cái đây nè, cái miếng này miếng gỉ đàn nha, để mình mở những cái cọng dây cáp ra. Thì trước tiên mình sẽ cần mở cáp pin trước các bạn nha. Đây nè, cái cáp pin nè, đó ta mở cáp pin ra để cách ly nguồn điện trước đã, để tránh tình trạng chập này nọ. Tiếp theo chúng ta sẽ mở những cái dòng dây cáp màn hình đó, mở cáp màn hình, mở cáp cáp cảm ứng, cáp này nọ đó. Rồi tiếp theo nữa thì mình sẽ mở cái cáp loa. Ok chúng ta sẽ mở bao nhiêu đây thôi đó, chúng ta lấy được cái bộ màn hình ra nha các bạn. Đây nè, đây là một cái máy chúng ta đó, đây là cái máy đã qua sửa chữa và không biết là đã có thay màn hình lần nào chưa nữa, cái màn hình này không biết là có thay lần nào hay chưa, nhưng mà mình thấy ở trên màn hình có ký tên các bạn thấy nè. Đây nè, bạn nhìn thấy ở trên cái màn hình chúng ta là có ký tên, có ký tên rồi. Thì mình không biết là cái máy này khách đã mang vô tiệm nào chưa và trả về không, mà tại sao lại có ký tên ở trên màn hình nè, không biết là đem đi vô tiệm sửa không được hay sao mà trả về, không biết có phải là bị mất IC cảm ứng hay là mất IC đèn hay mất IC hiển thị này nọ hay không mà khách trả về không có thay nè. Đó thì mình nghĩ là cái máy này đã vô tiệm rồi trả về thì khách mới gửi qua bên mình để thay màn hình, và mình không biết là bây giờ thay màn hình khác vô nó có lên hay không nữa, thì mình cần phải đi ra ngoài tiệm linh kiện để mình mua màn hình ráp vô mình thử máy mới biết được. Đó đây là cái máy chúng ta nha. Thì giờ mình sẽ tiến hành mình mang cái máy này để mình đi mua linh kiện về mình ráp vô, nếu mà ráp vô mà lên đó thì mình sẽ mua màn hình về, còn nếu mà ráp mà không lên không hiển thị được gì thì cái máy này mình xác định được là cái máy này là đã bị mất hiển thị hoặc là mất đèn trên men này nọ đó nên mới bị trả về. Ok thì trước tiên mình sẽ phải sử dụng màn hình ở nhà của mình để mình test trước đã, để mà khỏi mất công mình chạy đi ra ngoài mình mua linh kiện. Ở đây thì mình có sẵn một cái bộ màn hình iPhone X bị sọc chỉ, mình đã từng thay cho khách trước rồi, thì bây giờ mình giữ lại cái màn hình này để dành mình test máy nè. Thì giờ mình sẽ lắp màn hình này vô để mình kiểm tra coi cái máy chúng ta có lên hay không. Nếu mà lên màn hình bình thường hết thì mình sẽ mua màn hình về để mình thay, còn nếu mà nó không lên màn hình được thì mình sẽ xác định được là cái máy chúng ta có vấn đề ở trên men, là nó sẽ không có hiển thị hoặc là không có ánh sáng đèn. Để mình sẽ lắp pin lại. Ok giờ mình sẽ khởi động máy thử coi thế nào các bạn. Hy vọng là cái máy chúng ta không có bị ảnh hưởng trên men ha. Đây các bạn, thì máy chúng ta màn hình vẫn còn lên bình thường nè. Thì mình xác định được là cái máy hiện tại nó chỉ bị hư màn hình thôi, chứ không có bị mất hiển thị hoặc là bị lỗi mất đèn. Nhưng mà mình cần phải kiểm tra coi nó có bị lỗi về cảm ứng hay không các bạn nha. Nhiều lúc nó bị lỗi cảm ứng trên men này nọ nữa, cho nên mình cần phải sạc pin cho nó lên rồi cả. Sạc pin cho cái máy nó lên rồi cảm ứng coi nó ok hay không thì mình mới tiến hành mình mua màn hình lắp nha. Ok các bạn thấy là ở đây màn hình chúng ta đã lên được rồi, thì mình sẽ test cảm ứng nha các bạn. Đó, mình test cảm ứng thì các bạn thấy là ở đây cảm ứng màn hình nó không bị lỗi gì cả. Đó thì mình sẽ đi mua màn hình về mình test. Thì mình nghĩ cái máy này chắc là đem vô trong cửa hàng rồi cửa hàng báo giá hơi cao này nọ thì người ta mới lấy máy về chứ không phải là gì cả. Đó. Tại vì người ta thay màn hình giá màn hình zin tháo máy hoặc là màn hình ép kính này nọ thì nó giá cũng phải 60 triệu các bạn nha. Đó thì mình nói cho các bạn biết là nếu mà thay màn hình zin thì cái con iPhone X này á, giá thay màn hình nó ít nhất phải 6 triệu trở lên ha. Còn thay màn hình linh kiện thì nó tầm vài triệu bạc thôi, nó rẻ lắm. Tại vì tùy theo nhu cầu khách hàng thôi, khách hàng họ muốn thay loại rẻ để mà sử dụng thì mình thay loại rẻ các bạn nha, chứ không phải ở đây mình thay loại rẻ mà mình lấy giá tiền loại zin đâu nha. Mình vẫn lấy giá tiền hợp lý. Ok. Thì bạn nào có nhu cầu sửa máy thì liên hệ với mình là số điện thoại 0772659691 nha. Rồi ok các bạn, bây giờ mình đã mua được cái bộ màn hình về đây mọi người. Đây. Màn hình chúng ta được để trong một cái hộp rất là kỹ nha các bạn. Thì khi mà chúng ta mua màn hình thì người ta cũng kèm theo cho mình một cái bộ gon nha. Đây là một bộ gon để chúng ta dán cho cái màn hình chúng ta nó khít lại, nó không bị bụi bặm hoặc là có thể chống được một ít nước này nọ nó rơi vào đó. Ok, đây là cái miếng gon nha. Đó, và đây là cái bộ màn hình của mình. Đây bạn. Bộ màn hình để trong một cái hộp rất là ok. AMOLED nha mọi người, đây là màn hình AMOLED nha. AMOLED GX. Đó. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình ở đây thì màn hình mình đã test rồi, đã test tại chỗ rồi nên mình không cần phải test lại lần nữa. Ok thì giờ mình cần phải sàn những cái linh kiện từ bên cái màn hình cũ qua màn hình mới nha. Thì từ đời iPhone X trở đi thì người ta làm màn hình rất là dễ để mà thay thế nha. Ở đây là không cần phải tháo ốc vít gì cả, chỉ cần tháo ba cái con ốc ở trên cái bộ phận loa thôi. Đó, bình thường thì các bạn nhớ là từ những cái đời iPhone như là iPhone 6, iPhone 5 á thì camera nó được gắn liền ở trên cái màn hình. Chúng ta cần phải sàn camera, sàn nút home và tháo ốc vít ở hai bên sườn này rất là nhiều luôn. Nhưng mà từ đời iPhone X đi thì rất là đơn giản, ở hai bên ốc, hai bên sườn này không có ốc vít gì cả, không có nẹp màn hình. Chúng ta cũng không có nút home và không có camera ở trên đây. Chúng ta chỉ cần thay thế cái home qua thôi. Đó, thay thế cái loa qua thôi ha, đó đơn giản luôn. Và mình cũng xin nói thêm luôn các bạn,
Thì cái máy này khi mà mình nhận từ khách đến thì cái máy là không có lên màn hình nó bị đen thui rồi, là chúng ta không có kiểm tra được chức năng của máy. Và lúc nãy thì các bạn cũng thấy là khi mình khởi động máy lên được thì cái máy đã báo là không thể kích hoạt cái Face ID ở trên, không thể kích hoạt Face ID ở trên cái iPhone này. Thì có nghĩa là các bạn cũng biết được là cái máy chúng ta hiện tại đã bị hư Face ID, là không có thể nào nhận diện khuôn mặt được nữa. Và cái vấn đề này là lỗi của máy có sẵn rồi, hoặc là bị rơi rớt nó đã hư trước đó, hoặc là khách cũng đã biết hư trước đó rồi đó. Và bên mình sẽ không có chịu trách nhiệm về vấn đề mà cái máy bị hư Face ID này nha, tại vì cái máy chúng ta đã bị hư sẵn trước đó và khi mình nhận máy là không có kiểm tra được chức năng. Ok đó, mình nói như vậy thì các bạn cũng đủ hiểu được mình nói gì rồi ha. Đó thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình làm. Cái máy của khách nhiều lúc họ đã biết được là hư Face ID nên họ cũng không muốn thay một cái màn hình giá cao để tiết kiệm các bạn nha. Tại vì cái máy giờ đã hư Face ID thì nó cũng không còn giá trị nữa, mà chúng ta bỏ 6-7 triệu cũng đã thay màn hình SIM á thì nó hơi bị uổng, nên người ta chắc là người ta quyết định thay một cái màn hình giá rẻ để tiết kiệm chi phí. Đó thì giờ mình sẽ tiến hành mình tháo lấy cái bộ phận lo này để chúng ta lắp qua cái màn hình mới nha. Ở đây thì mình cũng sử dụng cái con tua vít tam giác luôn nha, sử dụng tua vít tam giác để chúng ta mở cái ốc này. Mình sẽ để ở 3 vị trí khác nhau để dễ nhớ nè. Đó. Ok, mình sẽ để ốc ở 3 vị trí khác nhau. Thì giờ mình sẽ lấy cái lo lên nha các bạn, dùng nhíp nha, mình dùng nhíp mình gấp cái lo ra. Ở đây thì mình sẽ gấp luôn hai cái khung nha, gấp ra luôn hai cái khung nhựa nè, hai khung nhựa để định hình cái camera chúng ta đó. Thì chúng ta gấp hai khung nó ra luôn. Mình sẽ gấp từ từ các bạn nha. Nó gấp từ từ thôi để cho nó không bị gãy, không bị hư cái khung của chúng ta. Trước tiên thì chắc là mình nên lấy cái lo cho nó hở ra xíu trước đã, nó dễ. Ở trên đây nó có cũng có một số cái cảm biến đó, cho nên chúng ta cần phải cẩn thận. Và nó có cả micro ở trên đây luôn nha các bạn. Nó chỉ là một cụm nhỏ xíu gì đó nhưng mà nó có nhiều chức năng ở trên lắm. Mình phải cố gắng làm chậm chậm và từ từ các bạn nha, để nó lấy được cái khung này ra mà không có bị hư cái khung. Tại người ta dán keo lên đó các bạn. Nó dán keo lên nó hơi dính xíu. Từ từ chúng ta làm. Đó. Để tránh hư hao cái thiết bị chúng ta. Ok, ta lấy ra được một cái miếng cái bộ khung nha các bạn, đây nè. Đó, miếng bộ khung và đây là cái keo nữa các bạn nha, đây nè. Để mình phóng to lại xíu. Ok, đó. Đây là cái keo nè, cái keo cũ nó còn nè, nên mình sẽ vệ sinh một miếng keo cũ này ra. Đó, vệ sinh cái keo cũ này ra để lát nữa ta gắn lên cái màn hình mới nó không bị cấn. Ok, thì giờ mình sẽ tiến hành mình đưa qua cái màn hình mới nha các bạn. Đó. Ta uốn cái khung nhựa lại, tại khi mà chúng ta trong quá trình ta gấp ra thì cái khung nhựa này nó là cái nhựa đó, nó dễ bị cong cho nên mình sẽ uốn lại cho thẳng. Ok. Ở trên đây nó có micro nha các bạn, đây nè, cái vàng vàng này nè. Cái vàng vàng này là micro nè. Đó, và đây là cái cảm biến nè các bạn, đây là những cái cảm biến nè. Đó, cho nên chúng ta phải cẩn thận ta làm. Ok, thì bây giờ mình cần phải lấy tăm bông để chúng ta vệ sinh những cái con mắt này các bạn. Đây, những con mắt này nè, bốn con mắt này vệ sinh bằng cái tăm bông cho sạch. Tại ở trong quá trình mà lưu kho hoặc là trong quá trình vận chuyển hàng hóa đó thì có thể là bụi bặm hoặc là cái quân tay của người ta bám vô đó, nên chúng ta phải lau chùi cho sạch sẽ để khi mà chúng ta chụp hình đó, nó không bị đóng bụi ở trên camera các bạn thấy không? Đây nè, đây các bạn thấy là khi mình lau ra rất là nhiều bụi trong đây, đó bụi và dấu quân tay này nọ đó, nên mình phải lau cho sạch sẽ rồi mới lắp cái khung nó vô rồi chụp hình nó mới bị nét, mới được nét chứ không là nó lại bị mù. Đó, đây là cái camera đó các bạn, đây là cái lỗ camera nè, đó lỗ camera và hai cái lỗ bên đây là hai cái lỗ của bên cái Face ID và cái mắt hồng ngoại của nó đó. Ok, chúng ta sẽ lắp cái bộ khung này vô. Đó. Mình lắp vô xong chúng ta đè cái lo vô. Cái này làm cũng đơn giản lắm, mà chỉ cần tỉ mỉ là làm được à. Chúng ta không cần phải gấp gì cả, làm chậm chậm thôi. Càng chậm là càng tốt nha, còn làm hấp tấp quá là nó sẽ hư đó. Ok, mình sẽ bắt ốc vít lại.
Đó. Từ đời iPhone X trở đi thì thay màn hình nó rất là dễ luôn các bạn ạ. Không có cần phải tháo ốc vít này nọ rất là nhiều. Ốc vít chỉ có 3 con thôi. Và mình hy vọng là sau này nó làm là cái lo đó, làm cái lo là dính ở trên cái men luôn đi rồi. Ở trên cái màn hình chỉ có màn hình không cho nó lẹ, phải mất công phải thay thế này nọ các bạn ha. Đó thì các bạn thấy là từ đời iPhone X đi là hai cái camera. Cái camera trước nó đã được đặt dính ở trên cái men, trên cái sườn máy luôn rồi, không có phải là nằm ở trên màn hình nữa. Nên trong quá trình mà ta thao tác tháo lắp này nọ đó thì chúng ta nên cẩn thận, lỡ mà cái tay chúng ta dính vô cái camera này nè thì nó sẽ làm bị ố camera này nọ đó. Chúng ta nếu mà lỡ có ố á, thì chúng ta sẽ nhúng một ít xăng thơm hoặc là cái dung dịch gì đó để chúng ta tẩm tẩm nhẹ lên cái đầu tâm này nè, và chúng ta tẩm nhẹ 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 thôi nha. Cấm là lau chùi các bạn nha, không được lau chùi bằng bất cứ gì cả, và cũng không được dùng tâm này để mà lau chùi lên cái thấu kính này nha. Chúng ta chỉ cần chấm chấm nhẹ nhẹ để mà chống cái vân tay này nọ thôi. Ok, tiếp theo bây giờ mình sẽ tiến hành mình dán cái gon lại trước đã, cái để chúng ta sẽ dán gon trước rồi chúng ta mới lắp màn hình lại đó. Cái gon này thì nói chung là nó hơi mỏng manh và hơi khó dán nên chúng ta phải làm tỉ mỉ xíu đó. Nó hơi bị mỏng manh nên nó cong vòng tùm lum hết trơn, nó cong bẹo tùm lum các bạn thấy không, nó hơi khó đó. Chúng ta sẽ nhắm chừng coi nó nằm ở bên góc nào trước đã. Đây, ở chỗ mà nó có ba cái ngấn nè, ba cái chỗ lồi lõm nè, thì chúng ta sẽ để ở bên phần nút nút tăng giảm âm lượng nha các bạn. Đó, ta canh cho ngay. Ok. Đó, đặt xuống. Thì không nhất thiết là phải chuẩn 100% nha các bạn nha. Chỉ cần nó đúng vị trí nó là được rồi. Cái con này không nhất thiết là phải thật là đúng vị trí, đúng chuẩn 100% được. Tại nó cong cong mẹo quẹo nè, chúng ta để mường tượng thôi. Đó. Trời ơi, con gì nó bay vô nè. Ở trong nhà mà có con này nữa. Ở đâu bay vô trời. Này có điềm báo là có tiền nữa đó các bạn. Rồi ok. Đó. Mình thấy là nó hơi khó ở chỗ này tại vì nó mỏng manh quá. Nó quá mỏng manh. Làm cái này thì đòi hỏi phải tỉ mỉ, phải làm chậm chậm. Đó. Rồi ok thì giờ mình sẽ lột cái keo ra nha các bạn. Thì mình sẽ dùng cái bông tăm mình sẽ vuốt một tăng. Mình vuốt một cái cho nó keo nó dính vô cái sườn máy các bạn, cho nó dính vô sườn máy để chúng ta lộ chúng ta gỡ cái keo lên đó, nó không có đi theo cái miếng keo đi lên đó. Thường chúng ta không biết, chúng ta gỡ lên thì cái miếng keo nó sẽ bị cái keo, cái miếng miếng nhựa này sẽ bị keo chúng ta lên lại đó, bạn thấy không. Chúng ta vuốt một cái để cho cái keo cái gon đó, nó dính vô cái sườn máy để chúng ta gỉ keo lên, nó không đi lên theo đó. Ở đây nó vẫn đi lên theo nữa, bạn thấy không. Chúng ta vuốt tăng nữa đó, chúng ta vuốt cho nó dính vô cái sườn máy là chúng ta giật lên nó không bị đi theo. Làm gì nó cũng có cái mẹo của nó các bạn nha, phải có cái mẹo của nó, chúng ta không biết làm không được đâu. Chúng ta gị lên là nó đi theo lên luôn, là nó cong lắm đó. Đó, chúng ta vuốt thêm. Ok, xong các bạn nha. Đó, chúng ta đã có một cái miếng gon hoàn chỉnh. Thì giờ mình sẽ lắp màn hình vô các bạn. Ở đây thì muốn lắp màn hình vô thì chúng ta sẽ thao tác theo từng bước nha. Ở đây thì chúng ta sẽ lắp trước cái dây của cái dây lo nè. Đó, chúng ta bẻ sao mà cho cái dây cáp này nè. Đó, bẻ vòng dây cáp này nó nằm hình chữ L các bạn nha, nó hình nằm hình cái chữ L đây nè. Nó nằm hình chữ L thì chúng ta mới nhét vô cái khe được. Đó. Chúng ta nhét vô cái khe đó trước ha. Nhét vòng dây cáp vô cái khe đó trước xong chúng ta mới nhấn cái cáp màn hình vô trong cáp lo vô trong cái men. Ok. Rồi tiếp theo nữa thì nó có hai cọng dây cáp ở trên màn hình nè. Thì chúng ta sẽ gắn cọng dây cáp dài trước nha. Nếu chúng ta lỡ gắn cọng dây cáp ngắn trước thì nó sẽ ra khó gắn cọng dây cáp dài hơn, nên chúng ta sẽ gắn cọng dây cáp dài trước nè. Đó, chúng ta canh canh cho nó ngay cái socket ở trên men nè, nó canh ngay, lấy nhíp canh cho ngay đó. Khi mà canh ngay rồi thì chúng ta dùng nhíp chúng ta đè nó xuống, hoặc là dùng ngón tay chúng ta đè xuống. Nếu mà các bạn chưa quen thì nên dùng móng tay đi, tại vì dùng nhíp lỡ mà nó trượt một cái, một là nó hư cái men, nó chạm vô những con IC trên men này nọ thì nó hư. Còn đây mình làm quen tay rồi mình không có làm được, bị không bị lệch. Đó, chúng ta tiếp theo chúng ta nhấn cái dây cáp thứ hai. Đó, rồi chúng ta sẽ nhấn cộng dây cáp pin vô. Và chúng ta sẽ tiến hành test thử màn hình trước nha, trước khi chúng ta lắp vào.
Đây mình sẽ khởi động nguồn máy để chúng ta test thử. Thì lúc nãy các bạn biết là cái máy chúng ta đã bị mất cái phay đê đó, nó báo là không thể kích hoạt phay đê này đó. Thì bây giờ mình sẽ lắp màn hình này vô hoàn chỉnh rồi mình thử coi nó có nhận phay đê lại chưa. Tại có nhiều lúc chúng ta chưa gắn đầy đủ những cái linh kiện ở trên máy đó, thì nó có thể là nó không nhận phay đê đó. Bây giờ mình sẽ lắp vô lại lần nữa coi nó làm sao. Đó. Lúc nãy nó báo không có nhận phay đê. Đấy bạn, khi mình thay cái màn hình mới vô thì các bạn thấy là ở trên màn hình chúng ta nó không còn báo là mất phay đê nữa, các bạn thấy không? Nó không còn báo là không thể kích hoạt phay đê nữa. Ở đây mình sẽ bấm mật khẩu 1819. 819. Ok, thì cái máy chúng ta hiện tại là không còn bị mất phay đê nữa, các bạn thấy không? Đây nè. Đó, vậy là cái máy chúng ta còn nhận phay đê đó chứ không phải là không còn đâu. Ok, thì giờ mình sẽ vô trong phần phay đê mình coi thử coi. 1819. Ở đây mình sẽ đặt lại cái phay đê nha. Đó, mình sẽ đặt lại nè. Mình thử coi ok không? Bắt đầu. Đây mình sẽ để cái màn hình nhé. Đây. Đó. Ok, được nè các bạn, được nè. Không có hư nha, không có mất phay đê nha. Rồi, chúng ta đã hoàn tất cái công việc thiết lập phay đê thì mình sẽ thử mở mà mật khẩu màn hình coi. Đấy bạn. Hoàn toàn được nha, không có bị mất phay đê nha. Đó. Đây mình làm lại cho các bạn xem lần nữa nè. Đó, mở được nha. Đây nè, cái khóa nó mở nè. Ok, thì giờ mình nhận máy khách lúc nãy thì đã không có test được chức năng gì hết, nên bây giờ sẽ test lại chức năng quay camera coi có hư gì không. Đây, cam trước cam sau hoạt động bình thường ha. Đó. Rồi mình test thử wifi được coi. Tại cái máy của khách đã rơi rớt thì không biết được là có hư chức năng này hay không. Mình đâu test được đâu. Đây nè. Đó, còn nhận wifi bình thường nha các bạn. Rung nè, tăng giảm âm lượng. Ok. Ok, thì giờ mình sẽ tiến hành mình lắp màn hình lại luôn nha. Đó. Thì lúc nãy mình mới dùng màn hình để mình test á, thì nó báo là mất phay đê, không kích hoạt phay đê, thì mình cứ tưởng là cái máy này đã mất phay đê từ trước rồi. Nhưng mà bây giờ mình lắp màn hình mình mới vô hoàn chỉnh luôn á, thì nó lại nhận được phay đê. Thì mình nghĩ là chúng ta cần phải lắp đầy đủ linh kiện này nọ lên thì nó mới chịu nhận phay đê hay sao đó. Ok, chúng ta sẽ lắp lại. Đó. Có tất cả là hai con ốc dài và ba con ốc ngắn nha các bạn. Chúng ta phải lắp đúng vị trí nó, đừng có lắp sai con ốc. Lắp sai ốc nguy hiểm lắm nha, ở trên men này. Nó sẽ dẫn đến là hư men đó. Hai con ốc ngắn nằm ở dưới nè. Nằm ở vị trí phía dưới và một con ốc ngắn nằm ở giữa. Đó. Ok, thì giờ mình sẽ tiến hành mình lắp cái màn hình vô luôn. Đó. Chúng ta sẽ đưa cái phần đầu màn hình vô trước nha, tại ở trên đầu màn hình này nè. Ở trên cái đầu màn hình này nó có hai cái gờ nè, nó có ba cái gờ, các bạn thấy không? Ba cái gờ để móc này nè. Chúng ta phải đưa cái ba cái gờ nó vô trước. Rồi chúng ta mới tiến hành ta bóp những cái góc phía dưới là vô. Đó, bóp những góc ở phía dưới luôn. Rồi, ok, thì giờ mình sẽ bắt ốc lại nha các bạn. Xong rồi đó. Thì sau khi thay màn hình xong thì mình sẽ test thử cái màn hình, mình so sánh màn hình linh kiện này và cái màn hình zin để cho các bạn thấy được là cái màn hình linh kiện và màn hình zin nó khác nhau như thế nào và có nên thay màn hình linh kiện để sử dụng này nọ hay không, để các bạn sau này các bạn có thể đưa quyết định khi mà các bạn muốn thay cái màn hình cho iPhone X ha. Bây giờ mình sẽ so sánh màn hình iPhone X zin với lại màn hình linh kiện cho các bạn xem. Đây, trên tay mình là hai con iPhone X nha các bạn. Một con là màn hình zin nè, đây là con này là màn hình zin nha. Đó, đây là màn hình zin. Màn hình zin nha, còn con này là màn hình linh kiện nha các bạn. Đây mình sẽ so sánh cho các bạn hai cái màn hình. Thì ở đây mình sẽ bật sáng hết mát hai cái màn hình lên luôn. Đó. Đấy bạn. Thì các bạn thấy so sánh là khi mà chúng ta thay màn hình linh kiện thì cái ánh sáng ở trên màn hình linh kiện thì nó sẽ không sáng bằng so với lại màn hình zin thôi. Đó, độ sáng của nó là khoảng độ sáng của nó thì bây giờ là nó được khoảng 80% ha, được khoảng 80% so với lại màn hình zin này. Đây nè, màn hình zin bật 100% thì nó sáng hơn lại so với màn hình này. Ở đây chúng ta giảm 80% thì nó ngang ngửa màn hình linh kiện ha. Đó, và cái tiếp theo nữa thì màu sắc thì có thể là nó sẽ không bằng, nó sẽ hơi nhạt hơn so với lại màu màn hình zin chút xíu nha các bạn. Đó, tiền nào của nấy thôi. Thì cái chức năng True Tone này nó sẽ thay đổi màu sắc màn hình, các bạn thấy không? Đây nè, khi mình nhấn giữ vô cái True Tone bật lên thì các bạn thấy là màn hình ở bên này nó đã bắt đầu nó chuyển ra mà hơi vàng vàng rồi nè. Ở đây nó cũng vậy nè. Đó, khi mà tắt True Tone đi thì cái màn hình của ta nó sẽ chuyển về màu trắng. Đây bạn, nó chuyển dần sang màu trắng xanh lại, các bạn thấy không? Đây nè, đó, đây là chức năng True Tone.
Thì đối với màn hình lô, màn hình linh kiện nó cũng có chu ton các bạn nha, không phải là không có đâu. Đó các bạn thấy nè, thấy không, mình đã test các bạn xem đó, nó không có khác biệt gì nhiều hết. Cho nên chúng ta nếu mà không có điều kiện để thay màn hình zin thì chúng ta thay màn hình linh kiện xài cũng được, nó cũng có chu ton đàng hoàng, bạn thấy không, đây nè, đó cũng có 3D touch, cũng có chu ton. Nhưng mà mình lưu ý bạn một điều là cái 3D touch ở trên cái màn hình linh kiện á, nó sẽ cần phải bấm nhẹ tay hơn so với lại màn zin nha. Ở đây mình bấm màn hình zin các bạn xem nè, đó mình bấm dứt khoát và bấm mạnh tay, nó sẽ hiện ra cái chức năng tiếp theo. Còn ở cái màn hình linh kiện á, mình nhấn giữ mạnh vô nó cũng sẽ không hiện ra các bạn nha, đây nè, nó không hiện ra giống như là ở trên màn hình zin, thấy không, đó mà mình phải nhấn nhẹ tay đó, bạn hiểu không, đó màn hình zin thì chúng ta nhấn mạnh tay một xíu, đây màn hình zin là nhấn mạnh tay, còn màn hình lô là bạn dễ nhấn nhẹ tay, nó thể hiện ra cái 3D touch. Đó là những cái sự khác nhau giữa màn hình zin và lô thôi. Mình test chức năng và mình so sánh để cho các bạn có thể hiểu được cái màn hình zin và màn hình lô như thế nào, để các bạn có thể đưa ra quyết định là có thay màn hình zin hoặc là thay màn hình lô sau này. Đó, khác nhau thì không có khác nhau gì nhiều đó các bạn, vẫn sử dụng bình thường hết chứ không có gì cả. Đó, hôm nay thì mình làm clip đây thôi. À thì ở đây thì mình sẽ dán luôn màn hình cho khách để khách sử dụng nó yên tâm hơn, không có bị vỡ này nọ. Thì ở đây mình sẽ dán luôn cái miếng dán này là miếng dán full màn hình nha các bạn, miếng dán full màn hình. Đó, tại ở đây là khách yêu cầu dán luôn màn hình cho mình, sẽ dán luôn màn hình cho khách nha. Và ở đây mình sẽ tặng kèm cho khách một cái ốp lưng trong các bạn nha, ốp lưng trong đây nè, ốp lưng trong mình sẽ tặng kèm cho khách để cho khách sử dụng nó yên tâm hơn, không có bị hư máy này nọ. Đấy bạn, đây là miếng dán các bạn, rất là dày luôn bạn thấy không, đây nè, rất là dày. Và có cái lưới lo luôn bạn nha, đây nè, những miếng dán thường không có lưới lo nha, những miếng dán thường nó sẽ không có cái lưới lo, ở đây các bạn thấy là miếng dán này có luôn cái lưới lo nè, đó giữ chưa. Rồi ok, thì mình sẽ tiến hành mình dán màn hình cho khách luôn. Chúng ta xài iPhone đời cao thì chúng ta nên kỹ xíu, chúng ta dán màn hình này nọ cho nó cho an toàn, chống chạy này nọ màn hình. Tuy là màn hình lô thiệt nhưng mà nó cũng không có sự khác biệt gì nhiều so với lại màn hình zin, các bạn thấy không, nó vẫn có chu ton đó, bạn thấy không, nó vẫn có chu ton chứ không phải là không có đâu. Nó rẻ tiền hơn so với lại màn hình zin rất là nhiều luôn các bạn nha, phải nói rất là nhiều luôn đó. Nhưng mà ở đây các bạn muốn sửa thì các bạn liên hệ trực tiếp với mình để mình báo giá cho các bạn, chứ mình không có công khai giá trên đây, tại vì vấn đề làm ăn mình không có muốn đụng chạm tới người khác. Ở đây mình làm giá rẻ hơn người ta nên mình không có muốn công khai giá. Bạn nào muốn sửa thì cứ liên hệ trực tiếp, mình sẽ báo giá cho các bạn nghe. Và bảo đảm là các bạn nghe giá thì các bạn sẽ làm thôi, chứ không có phải là sợ mắc rẻ gì cả. Ok, đó, sau khi dán cái miếng da, lau cái miếng thứ hai thì chúng ta sẽ tiến hành ta lột cái này ra. Đó, trong quá trình dán cảm ứng thì chúng ta không có nên bật quạt để mà thổi trực tiếp vào trong cái chỗ chúng ta làm việc nha, nó sẽ làm bụi bay vô á. Ở đây thì chúng ta đã dán một lần, đã dán rồi thì không thể gỡ được nên chúng ta phải canh cẩn thận các bạn nha, phải canh thật là cẩn thận, nó chỉnh. Ok, đó. Chỗ nào mà nó có bong bóng thì chúng ta sẽ dùng cái khăn này chúng ta vuốt ra nè. Chúng ta dùng cái khăn này chúng ta vuốt ra các bạn nha. Đó. Bạn thấy không, khi là ấy thì trong quá trình dán thì có thể là trong cái keo này nó sẽ bị hơi bị bong bóng tí xíu, thì chúng ta cứ để đó, hoặc là chúng ta nhấn nè, để chúng ta vuốt, nó vuốt từ nó sẽ mất các bạn nha. Đây là bong bóng nè, những cái bong bóng, những bọng khí thì nó sẽ mất từ từ. Còn nếu mà các bạn dán mà nó không thể nào mất được cái bọng khí đó, nó còn nhiều quá thì các bạn cứ để đó, các bạn để đó tầm một ngày sử dụng nó sẽ hết nha. Sau một ngày sử dụng thì cái keo đó nó sẽ hít vô và nó sẽ tự động nó hết thôi, nó không có giữ lại ở trên cái màn hình chúng ta lâu đâu. Đấy bạn, không còn bọng khí nha, không còn bóng khí đó. Đây thì mình sẽ để ép lưng vô cho khách là xong các bạn nha. Đó thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn có nhu cầu sửa máy thì liên hệ cho mình qua số điện thoại là 0772 659 691 nha.